Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh điều tra, làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác. Trước khi ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác theo quyết định 1223 của Thủ tướng Chính phủ, tính từ tháng 12 năm 2015, ông Nguyễn Đức Chung giữ gần trọn một nhiệm kỳ công tác trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đây chúng tôi điểm lại quá trình công tác của ông Nguyễn Đức Chung. Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967 tại xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Năm 1990, ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát Nhân dân, học khóa D11. Cùng năm đó, ông tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh, Đại học Thương mại Hà Nội. Đồng thời, ông cũng là một tiến sĩ luật học. Từ năm 1990 đến năm 2011, ông từng qua nhiều vị trí, từ cán bộ đến trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 9 năm 2012, ông mang hàm đại tá và đảm nhiệm vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Thời gian này, ông là đại biểu Quốc hội khóa 13, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Tháng 9 năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, kế nhiệm Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh nghỉ hưu. Ông Nguyễn Đức Chung được phong hàm Thiếu tướng ngày 13 tháng 7 năm 2013, khi đó ông 46 tuổi. Ông chính là thiếu tướng trẻ nhất ngành công an thời điểm được phong quân hàm. Tháng 11 năm 2015, hội nghị lần thứ nhất Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 14, nhiệm kỳ 2015-2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ngày 4 tháng 12 năm 2015, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu ông Chung làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay ông Nguyễn Thế Thảo. Ngày 10 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đức Chung. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, với hơn 96% phiếu đồng ý, ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa mới. Năm 2017, ông Chung được biết đến trong vụ việc giải quyết biến cố tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Sau buổi đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm ngày 22 tháng 4 năm 2017, 19 chiến sĩ cảnh sát cơ động bị người dân bắt giữ trong vụ tranh chấp đất sân bay Miếu Môn ngày 15 tháng 4 đã được thả. 3 tháng sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội ra cáo trạng truy tố 14 cựu cán bộ địa phương vì những sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Đồng Tâm. Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chung từng có nhiều phát biểu đáng chú ý như: "Nếu lần này không dẹp được lấn chiếm vỉa hè, tôi sẽ chỉ đích danh chỗ nào là của Bí thư quận, chỗ nào của Chủ tịch quận, chỗ nào có trưởng công an phường và kể cả lãnh đạo sở cũng có người nhà liên quan. Phải có chống lưng thì mới dám bán công khai. Tôi đã có điều tra rất kỹ, 87% các quán đều có công an đứng sau." Trước đó, vào ngày 22 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 người có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án công ty Nhật Cường do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. 2 ngày sau đó, vào ngày 25 tháng 7, chủ trì phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào sáng 25 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thống nhất quan điểm xử lý đối với các vụ án như vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường. Đây là vụ việc được dư luận quan tâm và cũng thể hiện được quyết tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng trong việc xử lý kiên quyết vụ việc này. Ngày 1 tháng 8 2019, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Chánh Văn phòng Bộ Công an, khi đó là ông Lương Tâm Quang cho biết, với vụ án Nhật Cường, Bộ Công an đã khởi tố 3 tội danh buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Trong quá trình xác minh, Bộ Công an phải thu thập thông tin liên quan từ các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội. Ngày 4 tháng 9, 2019, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc điều tra vụ buôn lậu tại công ty Nhật Cường đang được thực hiện đúng quy định. Hiện nay, cơ quan điều tra Bộ đang phối hợp với các cơ quan chức năng, viện kiểm sát và các vị cũng đã biết là đã khởi tố với 3 tội danh và hiện nay là vẫn đang trong cái thời gian điều tra. Thế và sẽ có các cái kết luận để đảm bảo đúng người, đúng pháp luật và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 18 tháng 1, 2019, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp và thống nhất bổ sung vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ngày 25 tháng 6, 2020, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Lương Tâm Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ đang chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ khác truy bắt Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Nhật Cường. Bộ Công an đã nhiều lần kêu gọi Bùi Quang Huy đầu thú để hưởng sự khoan hồng. Hiện nay chúng tôi đang áp dụng tất cả các biện pháp tiến hành truy bắt bằng được Bùi Quang Huy về xử lý trước pháp luật. Đây là vụ án rất nghiêm trọng, được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng. Nếu có căn cứ xác định có vi phạm pháp luật thì sẽ khởi tố vụ án hoặc khởi tố bổ sung. Ngày 26 tháng 5, 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Theo đó, đã đề nghị phấn đấu đến hết năm 2020, tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.